Từ năm 2003 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có gần 100 trí thức trẻ trở thành cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã. Nhiều người hiện đang là lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Anh Nguyễn Văn Minh là một trong số đó. Từ một trí thức trẻ tình nguyện nhận công tác ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh. Những năm tháng làm việc tại cơ sở, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá cho công việc hiện tại. Là chúng ta đưa lực lượng này về công tác thực tiễn ở cơ sở, có thử thách, có rèn luyện, có một quá trình trưởng thành, sẽ là một lực lượng dự bị rất là quan trọng để sẵn sàng bổ sung cho đội ngũ cán bộ chức các cấp khi có nhu cầu. Hiệu quả của chương trình đưa trí thức trẻ về nông thôn đã tạo bước ngoặt quan trọng trong công tác xây dựng cán bộ, góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính. Hiện nay thì tôi đang đảm nhiệm cái chức danh công chức văn phòng thống kê xã. Thì với cái vị trí đó tôi cảm thấy rất là hài lòng, tại vì mình có điều kiện phát huy năng lực công tác, thì tại vì cái công việc này nó cũng phù hợp với bản thân tôi. Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, cuối năm 2005, toàn tỉnh chỉ có 42% cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Trong đó công chức là gần 61% đạt chuẩn, còn cán bộ chuyên trách chỉ đạt chưa tới 33%. Sau 7 năm, Khánh Hòa đã có khoảng 91% công chức và 66% cán bộ chuyên trách đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên. Kế hoạch sắp tới thì chúng ta đang mới cho thí điểm ở thành phố Nha Trang là tuyển chọn là hơn 20 là trí thức trẻ để bổ nhiệm vào chức danh là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa chủ trương tiếp tục tăng cường trí thức trẻ có chuyên môn phù hợp về công tác tại cấp xã theo mô hình tham gia làm việc trong hệ thống cơ quan tổ chức đảng, chính quyền giai đoạn 2014-2020. Điều này cũng nhằm tăng cường được nguồn nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực nhiệt huyết cho các xã vùng dân tộc thiểu số, xã miền núi. Cái công tác mà thu hoạch sau đó